nhà cổ sinh vật học đã khai quật được hộp sọ của một loài săn mồi hung dữ dưới biển, tổ tiên của loài cá voi ngày nay. Chúng từng sống trong một đại dương thời tiền sử, bao phủ một phần của vùng đất ngày nay là Peru. Thông tin trên vừa được các nhà khoa học công bố. Hộp sọ khoảng 36 triệu năm tuổi còn nguyên vẹn, được khai quật vào năm ngoái từ những tảng đá khô ở sa mạc Ocucaje phía nam Peru. Các nhà khoa học cho rằng loài động vật có vú cổ đại này là một loài Bacillosaurus, thường được gọi là vua bò sát hay thằng lằn vua. Một phần của họ giáp xác sống dưới nước, có hậu duệ là cá voi, cá heo và cá heo chuột. Loài động vật săn mồi hàng đầu này có thể dài tới 12 mét. Khi Bacillosaurus cổ đại chết đi, hộp sọ của nó có thể đã chìm xuống đáy biển và nhanh chóng được vùi lấp. Điều này lý giải vì sao hộp sọ này được tìm thấy trong tình trạng hoàn hảo. Hiện hộp sọ đang được trưng bày tại bảo tàng của Trường Đại học Quốc gia Peru. Các vật dụng cá nhân của nhà thiết kế nổi tiếng Karl Lagerfeld đang được mang ra đấu giá tại Đức. Ông qua đời vào tháng 2 năm 2019 ở tuổi 85 tại Pháp, là người đã tạo ra hẳn một hệ sinh thái thời trang danh tiếng với chữ viết tắt là KL. Karl Otto Lagerfeld là nhà thiết kế thời trang, nhà nhiếp ảnh và nghệ sĩ người Đức. Ông là nhà thiết kế trụ cột của nhiều hãng thời trang nổi tiếng, trong đó có Chanel, Fendi. Ngoài ra, ông còn thành lập và điều hành hãng thời trang cá nhân mang nhãn hiệu KL. Sotheby's đang trưng bày các sáng tạo của ông trước khi tổ chức đấu giá vào ngày 4 và 5 tháng 5 tới ở Cologne, Đức. Toàn bộ là sưu tập thiết kế của Karl Lagerfeld. Ngoài ra còn có các sưu tập áp phích của ông bên cạnh các kiệm vật cá nhân, đặc biệt là khoảng 200 đôi găng tay da của nhà sản xuất COS. Karl Lagerfeld đã hợp tác với nhiều nhân vật trong giới thời trang và thực hiện nhiều dự án nghệ thuật. Sinh thời, hình ảnh của ông gắn liền với mái tóc nhuộm bạc, kính râm cùng chiếc cổ áo đặc biệt ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.